quan giao thông và đường bộ của thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mới đây tuyên bố đang hợp tác với công ty Bimca của Anh xây dựng mạng lưới cáp treo không người lái hoạt động trong thành phố. Mỗi cabin điện sẽ có 4 ghế ngồi. Các cabin có thể di chuyển với tốc độ 50 km/h ở độ cao 7,5m so với mặt đường. Theo Bimca, hệ thống cáp treo điện có thể vận chuyển khoảng 20.000 hành khách mỗi giờ dọc theo các tuyến đường đông đúc nhất trong thành phố. Đây là một phần trong nỗ lực của thành phố nhằm đạt mục tiêu 25% giao thông đô thị không người lái vào năm 2030. Thank you.
những người đã là cổ đông đầu tư tại Skyway Capital. Trước hết, kính chúc tất cả chúng ta một lời chúc sức khỏe, yêu thương tổ quốc chúng ta và quyết định có những hành động kiên quyết để xây dựng Skyway tại Việt Nam. Có lẽ chẳng có gì hơn là khi chúng ta làm được thật chậm. Tôi thì đứng bay về 3 tháng rồi. Tổ chức ngày 9, ngày 10 tháng 9. Thực ra, một người đã qua Đức 30 năm, chạy về trong vòng 15 ngày tổ chức 2 cuộc lâu vì khách hàng và sau đó là hội thảo với Bộ Giao thông và đó là trực tiếp là đại học chúng tôi nói thẳng. Để nói về Skyway, nói về một giá trị mà Zelensky đã mang lại cho thời đại của chúng ta sau 40 năm nghiên cứu và đây trực tiếp là những người vô cùng yêu quý Skyway và là những người đại diện cho Skyway Capital đến đây có hiện diện tại khán phòng này và không nhầm rằng 5 năm trước tôi cũng đứng tại đây nói rồi hành trình EU do một chương trình của Việt Nam để qua Đức. Tôi vẫn là một người lính 16 năm đã xẻ dọc Trường Sơn như đánh Mỹ rồi và bây giờ mong muốn rằng là xẻ dọc Trường Sơn trong nháy mắt chúng ta đi từ Hà Nội vào Sài Gòn bằng Skyway. Chúng ta không thể khác được. Chúng ta không thể khác được. Và tôi vô cùng vui mừng vì chúng ta có mặt ở đây hôm nay là mới là một phần rất nhỏ bé trong những cổ đông đã trở thành cổ đông của Skyway. Và tôi đã từng nói rằng nếu hôm nay chỉ có 3 4 ngày thôi nhá. Hôm nay là mùng 8, mùng 9, mùng 10, 11. Còn 4 ngày nữa, nếu không bán được một con bò để lấy 31 con bò thì 4 ngày nữa chưa chắc còn được 15 con hoặc 20 con. Đó là giá trị. Đó là giá trị. Ai chúng ta thử tính xem nếu $250 mà ông Zelensky có thể cho chúng ta trả trong vòng 10 tháng. Bán con bò đi hay là bán 10 con gà đi để cho vào đó $25 trong một tháng. Thế để có cái gì? Để có cái gì? Và nếu như quá cái ngày 12 này thì chúng ta có cái gì? Đây là trí tuệ, đây là giá trị, đây là một tri ân rất lớn của một con người vĩ đại, đó là Zelensky đã mang lại cho trái đất này và cho nhân loại này trong thời đại này mà chúng ta đang được hưởng. Đó là 4.0. Và vấn đề mình nhìn ra tất cả những giá trị đó để chúng ta tham gia vào đó. Cho một tràng pháo tay rất lớn để cổ vũ cho tất cả những người đã là cổ đông của Skyway. Vấn đề là cổ đông của Skyway là quan trọng. Còn nếu $1 tỷ cũng không quan trọng nữa. Vì dân tộc này có nhiều người tham gia trở thành cổ đông Skyway thì đó mới là giá trị lao động của chính chúng ta. Chúng ta đã có hàng triệu người lính đã hy sinh vì đất nước này, đã xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước và cho đến bây giờ chúng ta lại được thừa kế cho đó, được cái vấn đề cả đó, để yêu thương, để phấn đấu, để xây dựng. Bầu ơi thương lấy đi cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một đảng và không thể có dạy thế này. Họ chí thì ham học, bất chí thì ham chơi. Chí nhân tạo nên người, đức nhân tìm ra bạn. Chúng ta đã có đức nhân, chúng ta tìm về những người bạn vĩ đại đã đến đây với chúng ta ngày hôm nay. Thành đạt nhờ chí sáng, sáng dạng nhờ đức dày, làm nên nhờ có thầy, đủ đầy nhờ có bạn. Gái ngoan nhờ đức hạnh, trai mạnh nhờ lực cường, tươi tốt lắm người thương, lực cường đường kẻ mạnh. Đã có sẵn nền tảng rồi, để chỗ nào không? Thế mà nếu xảy ra Trường Sơn trong ngáy mắt vào nó xảy ra thì có thể làm các đồng chí, tất cả chúng ta đây có đồng ý ra không? Đồng ý ra đây. Chúng ta có điều quyền, có quyền để yêu thương đất nước, có quyền để thể hiện đất nước không? Mà nếu không có quyền yêu thương đất nước, không có quyền thực hiện đất nước thì sống làm gì? Các cháu vừa hát Việt Nam một cái gì? Yêu thương vô cùng, hát quay và những cô áo dài rất là tuyệt đẹp. Để nói rằng thưa các vị, các vị không thể có những cái như giá trị của văn hóa của chúng tôi có mà các vị phải chất lượng, đúng không? Đúng quá chứ. Con người tuyệt vời của người Việt Nam, trí tuệ thông minh vô song, lòng dũng cảm kiên cường. Mà cho đến bây giờ thì cơ sao chúng ta không làm? Nếu chính phủ nói rằng tất cả các cổ đông đã lên thạc rồi, có tiền rồi, còn những người nghèo bán bỏ đi, chúng ta cùng nhau làm một con đường để bắt vào Nam cho Skyway, để chúng ta đi 500 km một giờ trong vòng 3 tiếng vào Sài Gòn. Chúng ta có sẵn sàng giơ tay không? Đó là chúng ta. Nếu như cách đây 30 năm, tôi đã khảo sát ở trên
ở trên biên giới năm 79, còn có điều kiện để nói ở đây. Những đồng đội tôi có việc một chân hiện nay đang ở sống và mong rằng sau đây hãy làm những điều mà chúng ta không làm được. Tôi là đại úy trong ban tham mưu của một sư đoàn, à một quân đoàn. Trong ban tham mưu của một quân đoàn không phải, tôi đã đào tạo kỹ sư chỉ huy binh chủng vận hành. Xin cảm ơn. Chỉ huy binh chủng vận hành là gì? Là nghệ thuật quân sự tối ưu và tối ưu hóa tất cả những gì có thể tối ưu được để đưa vào cuộc sống những điều tốt đẹp nhất. Và yêu thương, gần gũi, khiêm nhường, đó là trí tuệ của mỗi người khi làm được đúng ba điều này. Chúng tôi đang chọn chúng ta làm. Tôi đã quỳ xuống lại ông Thích Ca Phong Đi và tôi quỳ xuống lại ông Zelensky. Đó là những trí tuệ thượng đẳng. Nếu không bám vào họ thì cái bộ não này càng ngày càng đen tối. Hãy lấy nó dưỡng, nó là enzyme để dưỡng cho cuộc sống của chúng ta, cho tư tưởng, cho trí tuệ chúng ta phát triển. Điều đó cho mong tất cả mọi người ở đây đều có một tình huống như thế. Và chúng ta chẳng có gì để run sợ khi đất nước chúng ta hòa bình, có quân đội, có công an, có chính quyền, có đảng, có nhà nước bảo vệ chúng ta sống và chúng ta có thể làm được những điều theo theo ông người của chúng ta không ạ? Đó sao được không? Để có những người bạn, những người đại diện về đây để làm cho chúng ta. Ok, tất cả những cái công nghệ ở trên cái thế gian này tôi có thể biết rất nhiều. Và tôi đã được đóng góp rất nhiều cho đến này để xây dựng bằng công nghệ. Tôi sẵn sàng làm. Thế thì có sao một con người ta như thế mình cũng làm. Người ta bày ra cả những cái giá trị khắp nơi. Nào là làng văn hóa, nào là Đà Nẵng, nào là báo trong cái gì nữa. Và người ta đưa trả ra một tháng, anh đặt đây, 20 tỷ. Nếu làm xong, ở chương trình này, cho ra sẽ được cái nước tôi đi, tôi vào chùa. Tôi vào này, tôi tạo đầu thì tạo đầu. Cứ ngồi đấy. Không được vào chùa bởi vì còn phải làm việc, có tu và phải hành, phải hành làm nhiều việc lợi lạc cho nhiều người thì đến mới là tu, đúng không? Chúng ta quyết định là phải hành động, phải làm ra rất nhiều lợi lạc cho tất cả những người xung quanh chúng ta thì đó là tu. Kể cả mấy ông Sola, ông Maslow và ông gì kia nữa, tôi chưa biết tên, lần mới về. Không cần các đồng chí, không cần các bạn, không cần, nhưng cần người ta có trái tim, người ta có ánh mắt hiền hậu. Người ta có giá trị đến cho lao động của xây dựng đất nước chúng ta. Chúng ta giơ cả hai tay lên và chúng ta kính trọng họ và kính cẩn nhân mình rằng đất nước này chào đón họ, yêu quý họ và biết ơn họ. Đúng không? Đây là của những 300 tuổi đất nước. Đã là con người rồi, có quyền như nhau. Và được yêu mến, được tự do và được phấn đấu để phát triển. Đó là tôi. Và tôi mong rằng hôm nay phát biểu đến với tư thế là một cái đó là con người, Phạm Văn Thắng, tên đầy đủ là Phạm Văn Thắng, Phạm. Bố tôi đã đặt tên tôi là Thắng, thì tôi sinh ngày 20 tháng 7 năm 4, ngày đó là ngày chiến thắng. Phạm Văn Thắng. Nhưng mà có một điều tôi mới lục ra cái chữ đầu, nó viết chữ Thắng ấy. Tôi đố các vị tìm ra cái chữ nào, nó hốc, nó lôi thôi, nó lằng nhằng, nó nhiều cái nhanh chữ Thắng. Trời ơi, cái cuộc đời thực sự là vất vả. Lặng lội nó đây chưa có chữ nào nhiều nhất thì gạch nhau gạch sọc gạch sổ gạch trên gạch trên gạch dưới xong thành một chữ Thắng. Thế thì tôi bảo tôi chết rồi, thảo nào cuộc đời mình nó vất vả đi khắp đó đây, được cái hay là đi khắp đó đây mà nhiều khi cũng được. Thực sự may là thấp thế này bé thế này thôi, nhưng mà lớn cao tí nữa đẹp hai thì có khi là cũng đỏ. Nhưng mà lớn này chắc chắn là thế này. Lần này tôi làm một cái việc thì nói với tất cả các vị ở đây bằng tất cả trái tim nhiệt huyết của tôi và bằng cái trí tuệ của tôi đã làm việc và đã tu dưỡng để trở thành con người. Nói được như thế này là cảm ơn trời đất, tri ân với tất cả trời đất, với tổ tiên ông bà, với đất nước này đã thương yêu tôi. Và hôm nay cái giờ khắc này cho tôi được thế ở đây nói chuyện với quá nhiều người mà toàn những người yêu thương, là con nói chuyện để mấy ông tây với ông nghe thì thôi, tôi không quan trọng. Tiếng Đức thì tôi nói một tí, nhưng mà bao tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng gì, tiếng Bỉ, cho đến tiếng trên Argentina không nói được. Thế thì thế này, chỉ có mỗi một điều rằng, biết tri ân tất cả những gì xung quanh chúng ta, có trách nhiệm với tất cả những gì xung quanh chúng ta, biết yêu thương tất cả những gì có chúng ta, và biết nỗ lực với tất cả những điều gì có chúng ta, thì chúng ta sẽ trở thành những con người có trí tuệ, và chúng ta sẽ thành công. Đấy, tại vậy. КВ разрабатывает Константин Никифоров, фо giám đốc về hoạt động điều phối.
công ty Skyway đang phát triển các hệ thống vận tải, chúng bao gồm những cầu vượt vận tải và các phương tiện vận tải. Mục tiêu là phát triển hạ tầng vận tải cho phép vận chuyển hành khách hay hàng hóa một cách hiệu quả và an toàn. Mọi thứ cần phải hoạt động một cách tự động, tức là khi tự động hóa mọi quá trình, chúng ta có thể loại trừ yếu tố con người, nâng cao độ an toàn và giảm hao phí vận tải, như vậy khiến việc vận chuyển con người và hàng hóa rẻ hơn đáng kể so với hiện nay. Перевозка людей или грузов значительно дешевле, чем это сейчас. Вообще, Evgeny Rodchenkov, kiến trúc sư của hệ thống, nói chung, tổ hợp vận tải về tổng thể là một cơ thể lớn, có thể nói như một con người, và mỗi người có một chức năng bảo vệ bên trong cơ thể. Chúng tôi cũng đang cố gắng lặp lại điều tương tự trong tổ hợp vận tải. Các chức năng bảo vệ đó là các hệ thống tự động. Các hệ thống tự động của tổ hợp vận tải, hay như hiện nay thường gọi là các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Nếu là tôi thì sẽ không nói rằng, trên thế giới liệu trong tương lai sắp tới đây có thể có trí tuệ nhân tạo nào đó. Rất khó để lặp lại được não bộ con người. Có những xe tự lái, các hệ thống điều khiển đã tồn tại. Về thực tế đó là bộ các thuật toán phức tạp nhất trong toán học, máy học, chúng cho phép xây dựng các phản ứng cho các tình huống nhất định. Который позволяет вырабатывать реакции на те или иные ситуации. Система технических... Hệ thống thị giác máy được xây dựng dựa trên cả mạng lưới neuron đào tạo, cũng như trên cả phương diện toán học, trong đó có việc đưa ra quyết định. Hệ thống điều khiển được xây dựng trên toán học thuần túy, trên các công thức, thuật toán phức tạp nhất, chúng cũng chú ý tới mọi cảm biến, với số lượng hơn 250 cảm biến trên phương tiện của chúng ta. Hệ thống điều khiển nhận từ chúng thông tin, từ cấp độ thấp nhất, tiến hành xử lý, và kết quả là các bạn đơn giản đang thấy, phương tiện di chuyển như thế nào, nó dừng lại trước một con người. Konstantin Nikiforov, phó giám đốc về hoạt động điều phối, chúng ta đang ở phòng phát triển hệ thống điều khiển trí tuệ nhân tạo, và hiện giờ, ngay trước các bạn là một giá thử, nó được xây dựng và mô phỏng các tình huống ảo đối với các phương tiện Skyway thật sự. Một hệ thống trí tuệ nhân tạo, nó khác với các robot, chúng thực hiện thuật toán được lập trình một cách khá cứng nhắc, còn hệ thống này giống con người hơn. Nó có hệ thống thần kinh trung ương và bộ não, hệ thống cảm biến ngoại vi, trên cơ sở thông tin từ các cảm biến ấy, hệ thống có thể suy nghĩ và ra quyết định. Dmitry Filistovich, trưởng phòng các giải pháp thiết bị cho các sản phẩm triển vọng. Để một phương tiện vận tải có khả năng xử lý thông tin và tự ra quyết định, cần có thiết bị được lắp đặt. Đây là khối chẩn đoán, nó có khả năng bật từ xa, như từ một điện thoại di động, cũng như từ trạm điều phối, tới lượt mình, nó đầu tiên sẽ chẩn đoán thiết bị của phương tiện vận tải, kiểm tra điện áp của các pin ắc quy, các khối điều khiển có hoạt động đúng không, cũng như thực hiện chức năng đảm bảo phần mềm. Và chỉ sau đó mới ra quyết định di chuyển phương tiện vận tải, tiến ra cấu trúc dẫn đường, hay truyền tín hiệu báo lỗi, và sau đó, gọi nhóm sửa lỗi này. Evgeny Rodchenkov, kiến trúc sư của hệ thống, 60 cỗ máy đã được đưa lên tuyến đường. Với mỗi máy, đầu tiên đặt vào nhiệm vụ di chuyển lý tưởng. Nhiệm vụ di chuyển đó được thực hiện một cách xuất sắc, nhưng có những yếu tố. Sự chậm trễ khi cập bến, chậm trễ đâu đó trên tuyến đường do các điều kiện bất lợi, có thể hệ thống an toàn bị yếu ở đâu đó, thiết bị nào đó ngưng chạy v.v. Và đây, cho những thứ ấy thì cần phải thay đổi hành trình và thực hiện nhiệm vụ đặt ra trước tổ hợp. Vì thế, các nhiệm vụ tối cao được thực hiện bởi một hệ thống, như chúng ta gọi nó là trí tuệ nhân tạo, nó thực hiện thích ứng hóa mọi nhiệm vụ hành trình khi nhận được phản hồi từ mỗi chiếc xe. Và mỗi chiếc xe ở cấp độ của mình cũng tự thích ứng hóa nhiệm vụ hành trình cho mình. Có thể tưởng tượng, như những robot tự hành, chúng tự quyết định cho mình xem, ví dụ, tôi đang thấy trước mình là một chiếc xe. Tôi thấy đằng sau có một chiếc xe, tôi đến gần nó và sẽ đi sau đó với khoảng cách nhất định, thậm chí nếu theo nhiệm vụ hành trình, tôi phải đi nhanh hơn. Anton Elistratov, chuyên viên phát triển. Trên màn hình chúng ta đang có một giả lập phương tiện vận tải và tổ hợp vận tải tại UAE. Nó cho phép hoàn thiện việc di chuyển của phương tiện vận tải và thực thi các nhiệm vụ hành trình. Đó giống như các giới hạn kết cấu về phương tiện vận tải, cũng như các giới hạn trên chính tuyến đường. Mỗi thời điểm sẽ diễn ra tính toán các thông số di chuyển của phương tiện vận tải tương ứng với nhiệm vụ hành trình được đề ra. Nếu trong khoảng phản ứng xuất hiện đối tượng nguy hiểm tiềm tàng, phương tiện vận tải sẽ dừng lại, như tôi trình diễn bây giờ. Tôi đi vào một vùng, và phương tiện vận tải dừng lại. Xin chú ý rằng, lịch trình di chuyển đã được xây dựng lại, các thông số tương ứng, trong trình giả lập này, phương tiện vận tải cũng dừng lại. Nếu tôi ra khỏi vùng ấy, phương tiện vận tải tiếp tục di chuyển.
Konstantin Nikiforov, phó giám đốc về hoạt động điều phối. Giá thử tự nó mô hình hóa các quá trình diễn ra trong phương tiện thật. Điều mà chúng ta đã nhìn thấy trên màn hình đó là một tổ hợp thực sự SWIC, một tên gọi chưa chính thức của Trung tâm Đổi mới, đặt tại UAE, ở Sharia, và một phương tiện vận tải là Unica-T. Tất cả các tín hiệu diễn ra trong cỗ máy này, đó là các tín hiệu thực, đó là sự trao đổi thực. Và chúng ta chỉ cần thay đổi địa chỉ sang model vật lý Unica-T hay Unibus, loại có trên khu thử, và việc di chuyển sẽ diễn ra thật sự. Xin chào các bạn, hôm nay chúng tôi giới thiệu các bạn về một video có thể đạt được sự giàu có và thành công ngay từ đầu. Video được phiên dịch tại Skyward Community Việt Nam. Liệu có thể đạt được sự giàu có và thành công từ số 0? Với câu hỏi, sự giàu có là gì? Cũng như, làm sao để trở thành người giàu có, không thể tìm được một trả lời chung. Từ mọi khái niệm hiện có, sự giàu có theo Kiyosaki được phổ biến nhất. Kiyosaki cho rằng, đó là số thời gian mà một người có thể sống thoải mái mà không làm việc. Định nghĩa này phản ánh xác thực hơn về sự giàu có, bởi đo đếm nó bằng tiền thì khá chủ quan. Đối với ai đó thì 1.000 đô la Mỹ là một số tiền khá lớn, còn ai khác thì 1 triệu đô la Mỹ hãy còn ít. Thật sự có thể đạt được tự do tài chính và nhận sự thoải mái từ việc kiếm tiền, có thời gian tiêu chúng và tận hưởng cuộc sống. Liệu có thể đạt được sự giàu có và thành công từ số 0? Chúng tôi cùng các bạn hôm nay sẽ tìm kiếm trả lời cho các câu hỏi ấy. Nếu bạn thực sự muốn trở thành một người giàu có, thì bạn cần làm việc, và cần làm việc nghiêm túc, và cần bắt đầu từ bản thân, chính xác hơn là từ thế giới quan của mình. Đó là khoảnh khắc đầu tiên và quan trọng nhất. Mục tiêu tự đặt ra để trở thành người giàu có và khát vọng rõ ràng tới mục tiêu ấy đó là bước đầu tiên cho sự tự do tài chính tương lai. Ngoài ra, có thêm 7 lời khuyên nữa sẽ giúp có được vị trí mà bạn khao khát. Hãy ước mơ. Tất nhiên, ai cũng hiểu, ước mơ mà không có hành động thì chẳng đem lại gì. Nằm trên đi văng và mơ ước trở nên giàu có, bạn sẽ không kiếm được triệu đô. Mặt khác, chính từ ước mơ bắt đầu tiến tới việc đạt được mục tiêu. Đầu tiên là ước mơ, còn sau đó là kế hoạch rõ ràng để đạt được. Hãy trân trọng thời gian của mình. Thời gian của những người giàu có được lên lịch theo từng phút. Đối với họ, thời gian là tiền bạc không chỉ là một câu thành ngữ, mà là một chân lý bất biến. Việc quản trị thời gian đối với những người thành công nhu cầu khách quan để kịp làm những điều mà họ nghĩ. Vì thế, trước khi nghĩ về cách kiếm tiền, hãy nghĩ xem cần từ bỏ những thói quen xấu nào chiếm mất thời gian của bạn. Nếu chúng ta không sử dụng thời gian của mình để kiếm tiền và đạt thành công trong những lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, chúng ta, về bản chất, đang mất tiền và tước bỏ tương lai thành công đáng kể của mình. Luôn học hỏi. Học tập không bao giờ là muộn. Để nhận được thu nhập mà bạn mơ ước, cần biết có thể kiếm nó như thế nào. Đầu tư vào học tập khoản đầu tư có lợi nhất. Khi học điều mới, não của chúng ta sản sinh ra các ý tưởng. Chúng có thể kiếm hàng triệu đô, nếu quan tâm chú ý tới chúng. Hãy đọc sách kinh doanh, xem phim về kinh doanh, nghiên cứu tiểu sử của các triệu phú và điều đó chắc chắn sẽ đem lại những thành quả. Hãy theo dõi ngân quỹ. Hiểu biết tài chính và khả năng quản lý ngân quỹ của mình là đặc điểm có ở mọi người giàu. Mỗi ngày, cần thực hiện thống kê thu nhập và chi tiêu, và không cho phép chi tiêu vượt quá thu nhập. Hãy bắt đầu quản lý ngân quỹ gia đình ngay hôm nay, nếu trước đây bạn còn chưa làm điều đó. Tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động. Nhiều triệu phú cho rằng, con đường tới sự giàu có được bắt đầu với việc sở hữu nguồn thu nhập thụ động tốt. Những người nghèo làm việc vì tiền, còn tiền thì làm việc cho người giàu, đem lại nhiều lợi nhuận hơn. Hơn thế, thu nhập thực tế không đòi hỏi nỗ lực từ chúng. Đầu tư vào những loại tài sản khác nhau, chúng trong tương lai đem lại lợi nhuận thụ động. Đó là điều cần hướng tới trong suy nghĩ của bạn. Hãy giúp đỡ mọi người. Những người giàu có là những người khá cởi mở, dễ dàng kết nối với những người chưa quen biết. Họ sẵn sàng đưa ra sự giúp đỡ của mình, nếu nó không bắt đầu bị lạm dụng. Hôm nay bạn giúp người, ngày mai người giúp bạn, và bạn sẽ không bao giờ biết được ích lợi như thế nào có thể có từ một người mà bạn từng giúp đỡ. Vì thế, hãy tạo thói quen giúp đỡ vô tư với những người chưa quen biết. Hãy ra khỏi vùng an toàn. Vùng an toàn đó là một vòng quen thuộc của các công việc, nghĩa vụ, giao tiếp,
chúng ta cảm nhận sự thoải mái, nhưng chính nó là một cản trở chính nhất để thay đổi cuộc sống tốt lên. Ra khỏi vùng an toàn đó là sự căng thẳng mà nhiều người e ngại. Bạn thích ở lại trong vỏ ốc tin cậy của mình, với cái giá là duy trì sự bất ổn tài chính, nợ nần và nhiều thứ mỹ miều khác. Để có số tiền lớn, cần phải ra khỏi vùng an toàn mỗi ngày, vì thế cần phải bắt đầu quen với điều đó. Khi tuân thủ những lời khuyên đơn giản trên, con đường tới sự tự do tài chính của bạn sẽ đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Mục tiêu của bạn phải có đặc điểm tiền bạc. Đầu tiên, hãy đặt cho mình câu hỏi, bạn muốn có bao nhiêu tiền, chỉ sau đó bạn mới chuyển sang tìm kiếm các cách thức thu hút tiền ra sao. Hãy nghĩ xem, bạn có sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình hay không, hay bạn thấy phục tùng thì thoải mái hơn. Những người thấy thoải mái khi không tự quyết định điều gì, mà chỉ thực hiện theo lệnh của lãnh đạo, sẽ không bao giờ có thể giàu được. Tiền là một thứ mà nếu không có trách nhiệm và cái đầu trên vai, sẽ không xuất hiện với số lượng lớn. Bắt đầu giàu có từ số không có thể bằng vài phương thức. Ví dụ, thu nhập bổ sung ngoài công việc chính. Hiện nay, phương thức này rất phổ biến, và hãy đặt các khoản thuế cho bản thân. Từ mỗi nguồn thu nhập cần bỏ ra ít nhất 10% tích lũy. Điều đó cho phép tích lũy một số tiền nhất định, sau này có thể đưa vào đầu tư. Quan trọng nhất là biết có thể đầu tư vào đâu và điều gì có thể đem lại lợi nhuận. Những người giàu có thật sự có thể kể đến là những ai có nguồn thu nhập thụ động cho phép nhân lên sự giàu có của mình. Hãy làm mọi thứ để tiền bạc làm việc cho bạn, mà không phải bạn phải đánh đổi cuộc sống, làm việc vì tiền. Bạn càng bắt đầu điều đó sớm, thì cuộc sống của các bạn trong tương lai sẽ càng ổn định về tài chính. Tại các quốc gia phát triển, thường thấy những người rất trẻ bắt đầu xây dựng danh mục đầu tư của mình, khiến chúng ngày càng lớn mỗi năm qua đi. Mục thu nhập chính của bạn phải là lợi nhuận từ các khoản đầu tư kích hoạt, tức là thu nhập thụ động. Bạn muốn sống như thế, thế thì chúng ta cùng nói về những khoản đầu tư. Sự thiếu hiểu biết về tài chính của phần lớn mọi người và sự phổ biến của những bộ phim Mỹ về những nhân vật xuất chúng tại phố Wall đã tạo ra trong tiềm thức phần lớn mọi người rằng, việc đầu tư đó là con đường của những người rất giàu có hay là công việc được thực hiện bởi các công ty đầu tư khổng lồ. Trên thực tế, không phải vậy, nhà đầu tư có thể là người có số tiền thậm chí không lớn, nhưng đủ để đầu tư trên Internet. Ngày nay, Internet đã đi vào cuộc sống của chúng ta một cách khăng khít tới mức mọi lĩnh vực hoạt động của con người đã di cư sang không gian ảo. Tất nhiên, cả việc đầu tư cũng tìm được chỗ của mình trên Internet. Cần chú ý rằng, đầu tư không chỉ là một phương thức kiếm tiền, mà còn là một phương thức giữ tiền. Nếu bạn chỉ bỏ tiền dưới đệm, chúng khó có thể sinh sôi, mà sau một khoảng thời gian nào đó nó còn bị mất giá vì lạm phát và sự phá giá đồng tiền. Khi xem xét việc đầu tư đối với các khoản tiền trung bình hoặc thậm chí không lớn, thì không thể đầu tư hết vào một công cụ. Cần đánh giá không chỉ lợi nhuận tiềm năng, mà cả các rủi ro có thể gặp. Hãy thiết lập danh mục đầu tư của mình từ các loại tài sản khác nhau. Và tất nhiên, không được đầu tư cả tháng lương của bạn, số tiền mà bạn định dành cho cuộc sống của gia đình 5 người. Tài khoản đầu tư cá nhân của mình phải được bạn thành lập từ số tiền tự do mà bạn có thể cho phép bị mất đi. Như vậy có thể bỏ tiền vào cụ thể ở đâu, để khiến chúng làm việc cho mình. Có nhiều phương thức đầu tư vào vàng và các kim loại quý, đầu tư vào bất động sản, đầu tư trên Internet, gửi tiết kiệm ngân hàng, gửi tiền vào các quỹ phòng hộ và quỹ đầu tư vào các start-up. Chúng ta sinh ra không phải là những nhà đầu tư đáng kính. Chúng ta bắt đầu từ số 0, vấp phải nhiều chướng ngại trước khi đi được tới một kết quả nào đó. Nếu không có mong muốn va vấp và mạo hiểm với tiền bạc, thì chúng tôi xin gửi tới các bạn một khóa ngắn dành cho chiến binh mới. Chúng ta cùng xem một trong những công cụ lợi nhuận cao nhất và đồng thời rủi ro lớn nhất cho nhà đầu tư. Các startup và cơ hội kiếm tiền từ chúng. Các startup, đó là loại hình đầu tư lợi nhuận rất giống về bản chất với đầu tư mạo hiểm. Trong đó, số tiền được đầu tư vào một dự án thú vị, khác thường, trong tương lai phải đem lại những khoản tiền lớn. Trong đó, dự án sau khi phát triển có thể không nhảy vọt và lợi nhuận, cũng như số tiền của bạn, không ai trả lại. Trong trường hợp ngược lại, khi các startup cho thấy tiến triển tích cực và được người tiêu dùng tiếp nhận tốt, thì nhà đầu tư có cơ hội kiếm tiền tốt. Nếu đưa cho mọi người điều mà họ muốn và đem tới dưới dạng dễ tiếp cận, thì thậm chí một công ty nhỏ cũng nhanh chóng đem lại lợi nhuận. Đó là nguyên tắc của một startup thành công. Apple, Facebook, Google, SpaceX, tất cả các startup ấy đã bắt đầu như những thử nghiệm đơn giản, những ý tưởng ấy ngỡ như điên rồ, nhưng chúng vẫn được thử đưa vào cuộc sống.
Ví dụ, Palmer Luckey, nhà phát minh thiết bị đeo đầu thực tế ảo Oculus Rift, chỉ 7 năm trước, anh ta đã khởi động một công ty trên Kickstarter để thu hút đầu tư và kiếm chút tiền mua bia và pizza. Hiện giờ trong tài khoản của anh ấy có hơn 730 triệu đô la Mỹ. Vào năm 2010, Tamen Marco và Igor Magazinnik đã sáng lập Viber. Còn trong năm 2014, ứng dụng đã được bán cho ông lớn Nhật Bản là Rakuten với giá 900 triệu đô la Mỹ. Mọi người đã có thể lặp lại một lần nữa thành công to lớn của mình. Năm 2016, họ đã sáng lập dịch vụ taxi Juno. Nó đã được bán vào năm 2017 cho Z với giá 200 triệu đô la Mỹ. Năm 2006, anh em Pavel và Nikolai từ Saint Petersburg đã sáng lập trang vkontakte.ru. Tới năm 2007, nó đã nằm trong top 3 trang web phổ biến nhất tại Runet. Mạng xã hội đã phát triển ngay trước mắt. Trong năm 2010, số người dùng đăng ký đã vượt quá 100 triệu. Còn hiện tại, trang này nằm trong top 3 tài nguyên phổ biến nhất tại Nga. Trong năm 2014, Pavel Durov đã bán cổ phần của mình tại công ty được họ thành lập Mail Zoo Group và bỏ toàn bộ nỗ lực vào việc tạo lập và phát triển trình nhắn tin Telegram. Có hơn 200 triệu người dùng ứng dụng này để nhắn tin, còn tài sản của Durov hiện nay đạt 2,7 tỷ đô la Mỹ. Những ví dụ tương tự có thể đưa ra mãi. Còn bây giờ hãy tưởng tượng, bạn có cơ hội đầu tư vào một trong những dự án ấy. Tức là giúp đỡ bằng tiền trong giai đoạn hình thành công ty và nhận cổ phần kinh doanh theo số tiền đầu tư. Tất nhiên, hôm nay bạn đã trở thành một người giàu có. Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy. Thị trường mạo hiểm đối với phần lớn mọi người là không lường trước được. Điều đó là công bằng. Bởi theo thống kê quốc tế về 100 triệu startup mở ra hàng năm, chỉ có 3% trong số chúng đạt được thành công. Không thể biết được trong giai đoạn đầu, một startup có trở thành nơi bỏ tiền thành công hay không. Tuy nhiên, có những dự án đang phát triển vài năm rồi, và khi phân tích mọi điều thiệt hơn, có thể thấy, nó đem lại tiền cho bạn hay không. Phân tích một startup như thế nào? Lỗi đầu tiên và cơ bản là khi bạn thử tìm hiểu trên Internet ý kiến của mọi người về dự án này. Hãy nhớ rằng, bất kỳ sự thảo luận nào trên mạng, thậm chí về sản phẩm tuyệt vời nhất, 90% đó là những câu châm chọc thô thiển. Đó không phải là một nguồn đáng tin cậy để dựa vào. Hãy có thái độ rất nghiêm túc với vấn đề này, vì bạn đang tìm một kho báu thật sự, và nếu bạn may mắn, điều đó sẽ đưa bạn vào hàng những người giàu có. Hãy nhớ rằng, thế giới hiện đại đang cố gắng thay đổi sang cởi mở tiếp nhận các sự đổi mới, những điều khiến cuộc sống thoải mái và thú vị hơn. Hãy xem, điều gì khiến bạn thấy quan tâm một cách cụ thể, điều gì có thể thay đổi cuộc sống của bạn và người khác trở nên tốt lên. Ví dụ, các bạn muốn di chuyển nhanh chóng, không chịu tắc đường, không chen lấn trên chuyến xe vào giờ cao điểm. Ước sao vận tải không gây tử vong và thương tật con người, ước sao đi lại thoải mái và không tốn kém. Nếu có, thì cần chú ý xem xét tới dự án Skyway. Vào năm 2014 nó được tuyên bố như một startup. Đứng đầu dự án là nhà sáng lập công nghệ Skyway, ông Anatoly Yunitsky, nhà khoa học, nhà phát minh, tác giả của hơn 200 công trình khoa học, 20 cuốn sách chuyên khảo và hơn 150 phát minh trong các lĩnh vực xây dựng, vận tải, chế tạo máy, công nghiệp điện tử và hóa học. Ông chắc chắn rằng, giao thông vận tải phải là giải pháp cho các vấn đề, không phải là nguồn gốc gây nên các vấn đề. Hệ thống vận tải Skyway sẽ mang tới các luồng vận tải hàng hóa, hành khách trong không gian riêng biệt trên cấp 2, khiến tuyến đường trở nên cao toàn và cao tốc. Không có điều gì tương tự trên thế giới. Việc phát triển các tổ hợp vận tải hạ tầng Skyway được tiến hành bởi đội ngũ các kỹ sư và nhà thiết kế của công ty Unitsky String Technology Co. Belarus, cũng ở đất nước này, tại Marina Gorka, từ tiền của các nhà đầu tư ủng hộ dự án, đã xây dựng được khu thử nghiệm của công ty Ecotechnopark. Tại diện tích khu vực này đang thử nghiệm và chứng nhận công nghệ Skyway. Công ty sở hữu các tòa văn phòng, các xưởng sản xuất riêng và đã sẵn sàng tiến tới sản xuất hàng loạt quy mô nhỏ. Nếu phân tích tiến trình phát triển của dự án các công nghệ vận tải hạ tầng đổi mới Skyway, thì sẽ thấy rõ, dự án này không thể được gọi là một dự án rủi ro cao. Công nghệ vận tải mới được chứng nhận và rất được chờ đón. Minh chứng là sự ủng hộ của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất quốc gia nằm trong số 4 nước Hồi giáo giàu có nhất. Các quốc gia tại bán đảo Ả Rập trong thời gian dài đã chú ý tới các khía cạnh thực tế của hiện đại hóa và phát triển đổi mới.
Tại khu vực này đang có khái niệm rằng, hiện nay, phương hướng đổi mới không chỉ là cơ sở cho phát triển bền vững của nền kinh tế quốc dân trong dài hạn, mà còn có thể cải thiện cấu trúc GDP và ngoại thương. Hiện tại, dưới chỉ đạo trực tiếp của Tổng Công trình Sư Công ty Unitsky String Technology Co., ông Anatoly Unitsky, việc xây dựng tổ hợp vận tải hạ tầng Skyway nhiệt đới hóa tại Công viên Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Đổi mới Sharia Thung lũng Silicon tại Trung Đông, đang được tiến hành. Tại Sharia sẽ có cả một tổ hợp hạ tầng vận tải Skyway, đã tạo và thử nghiệm Unica U443101 phương tiện vận tải hành khách được phát triển đặc biệt cho khu vực này. Tập đoàn Skyway đã tuyên bố 15 giai đoạn phát triển của dự án, trong đó, công ty thu hút tiền để phát triển từ các cổ đông và chuẩn bị cho việc tiến ra thị trường thế giới. Sau khi kết thúc 15 giai đoạn, tập đoàn lên kế hoạch thu lợi nhuận và tự cấp vốn phát triển, không cần thu hút vốn cổ đông nữa. Điều đó sẽ diễn ra nhờ các đơn hàng cho các dự án cụ thể về các hệ thống SW, vận tải hàng hóa, đô thị và vận tải cao tốc. Các cổ đông sẽ bắt đầu nhận được cổ tức cho các cổ phiếu và sẽ có cơ hội bán cổ phiếu theo giá thị trường, gần với giá trị cổ phiếu định mức. Hiện tại đang là giai đoạn 14 và ngày ấy sẽ không còn xa nữa khi tập đoàn Skyway không còn cần tiền từ các cổ đông. Nhu cầu về loại hình vận tải này trên thị trường thế giới lớn tới mức vốn hóa của công ty theo dự báo của các chuyên gia có thể phá vỡ mọi kỷ lục. Nhưng hôm nay các bạn vẫn còn cơ hội kịp đầu tư vào sự phát triển của công ty với các điều kiện có lợi. Có thể làm điều đó trên nền tảng crowdfunding Skyway Capital, là đối tác chính thức của tập đoàn Skyway và đã vài năm thu hút đầu tư để phát triển dự án. Việc phát triển và xúc tiến dự án có sự tham gia của mọi người từ 200 quốc gia. Skyway Capital đang tiến hành không chỉ hiện thực hóa các cổ phần công ty Skyway, mà còn thực hiện công việc khổng lồ về phổ biến dự án và hỗ trợ các đối tác. Tại Skyway Capital, các bạn có thể đầu tư online từ bất kỳ đâu trên trái đất, văn phòng cá nhân bằng 24 ngôn ngữ, quản lý các khoản đầu tư của bạn và các hợp đồng đối tác online từ bất kỳ thiết bị nào, tư vấn qua điện thoại bằng 6 ngôn ngữ, hơn 50 phương án đề xuất đầu tư, hơn 20 phương thức nạp tiền, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 bằng 10 ngôn ngữ. Vâng, hôm nay chúng ta đã nói về cách có thể khiến tiền làm việc cho các bạn, xem xét một số công cụ của nhà đầu tư hiện đại, phù hợp với việc đầu tư của cá nhân. Chúng ta đã dừng lại chi tiết hơn về các startup và thêm vào các ví dụ startup rất nhanh chóng đem lại tiền cho các nhà đầu tư của mình. Nếu bạn quyết định thay đổi cuộc đời mình, hãy làm điều đó ngay bây giờ. Không cần chờ một ngày đặc biệt nào đó, hôm nay chính là ngày ấy. Thật ngốc khi chờ đợi thiên đường ập tới với bạn, cuộc sống đang trôi đi, và những năm tháng này, khi bạn có khả năng thay đổi gì đó, những người giàu nhất tự thân làm nên, luôn luôn tiến hành đầu tư vào các thị trường mới, vào kinh doanh. Họ không e ngại rủi ro và đã tin tưởng vào điều mà họ làm. Sự giàu có phụ thuộc vào con người, chứ không phải học vấn. Nếu một người nỗ lực tới điều đó, làm những việc đúng đắn, nghĩ về sự giàu có, nghiên cứu các công cụ tài chính, thì người ấy chắc chắn sẽ trở nên giàu có.